đang luộc khoai lang bằng bếp củi nha cả nhà. Nhân tiện mình nhà không á, đâu có làm gì ra tiền. À, ba cái củi rụn đó, vụn đó. Rồi, đi lượm về. Xin về này. Được không? Củi vụn. Mình mua cái bếp này để nấu than. Nhưng mà không cần thiết phải nấu than nha. Sáng nay mình nấu bánh canh rồi nha. Mình đã đăng clip nấu bánh canh, đúng không? Bây giờ nó luộc khoai lang. À, khoai lang gần chín rồi. Gần chín rồi nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ thí nghiệm bằng bếp củi nấu ngon hơn. Khoai lang luộc đã sắp chín rồi. Bếp củi này. Trời ơi. Trời ơi trời, nó cháy mạnh lắm nha cả nhà. Lửa mạnh lắm thấy không? Nấu ngoài trời. Ngoài trời nóng chang chang. Mình nấu ở ngoài đường luôn. Nấu ngoài đường rồi cho nó mát. Sau đó là mình sẽ làm món luộc khoai xong đúng không? Mình sẽ làm món cà chua sốt với thịt xay ha. Thì bằng bếp củi thí nghiệm nấu ngon hơn. Đang lửa mạnh cả nhà. Trưa nắng. Do mình không có ngủ trưa. Mình ra mình luộc khoai mình ăn luôn. Sáng mình nấu canh, bánh canh mình ăn rồi. Đó. Bằng bếp củi ngon hơn chứ cả nhà. Nấu bằng bếp củi ngon hơn nhiều. Sau đây mình tiến hành mình vớt khoai cho cả nhà. Vớt khoai ra, khoai chín rồi. Củi cháy quá trời buổi trưa. Nào, khoai nó chín cuồn cuộn. Khoai lăng nhặt, củ nó bự quá. Cắt ra làm đôi, chẻ làm đôi. Củ bự quá, ăn đâu hết được. Mà nó đâu có chín được. À, chẻ ra, luộc, cho miếng muối vào. Khoai lăng nhặt ngon lắm cả nhà. Luộc lên. Cho nên như này mà nấu ga chắc tốn ga nhiều lắm cả nhà ơi. Trái bự á, củ bự đúng không? Mà mình cắt nó ra đó. Chẻ nó ra nó mới chín. Hai củ nha cả nhà. Cả nhà có hai củ nha cả nhà. Do nó bự quá cả nhà. Quá trời bự luôn. Này để nguội. Để nguội xong cây mình ăn. Ngồi ăn cho nó ngon. Cái này mà ăn lúc nào mà đói lấy ra. Đói quá, đói bụng giữa buổi á. Mà chiều mình sẽ đi mua bắp ha. Mình sẽ luộc bếp củi quay cho cả nhà xem. Cả nhà mua cái bếp này, nhà nào mà có vườn, chúng ta mua cái này, chúng ta nấu bằng cái này nó đỡ hao ga ha. Đỡ nhiều chứ cả nhà. Cái này nó kín gió, kín lửa nha cả nhà.
lúa nó kín nha, à, lúa nó rất kín. Thì cái này nó là anh mà mua là để nấu ga đó, nhưng mà giờ không áp dụng ga, à, không nấu than nữa. Cái bếp này để nấu than đó cả nhà. Giờ em không nấu than nữa mà em nấu bằng củi, không? Dưa khoai luộc đã hoàn thành. Xong. Xong. Đó, cả nhà thấy ngon không? Quá ngon, cả nhà ngon. Thấy ngon cho anh gọi xin một cái đăng ký kênh, một cái like và một cái lời bình luận ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Sau đó là cái nước này này. Nó sôi không? Cái nước này nó sôi là bây giờ bỏ vô ống cống. Bỏ vô ống cống. Để cho những cái con vi trùng nó chết đi cả nhà. Nha. Đó, thấy không? Nó cháy ghê không? Cái nước này mình sẽ đổ xuống ống cống. Còn nữa không? Lửa thấy ghê không? Lửa đó. Bỏ ba cái củi rụng vào đây. Nó cháy mạnh lắm. Thấy không? Đó, ba cái củi vụn. Bỏ vào đó. Để bắt đầu mình làm món khác. Nồi khác lên để làm món khác. Món cà chua sốt với thịt bằm. Cái nước này nó sôi nước lẩu khoai này. Giờ mình sẽ đổ xuống ống cống. Đổ xuống ống cống để sao cả nhà? Để cho nó hết cái mảng mỡ ở trong cái cống đi á. Cho cái cống nó sạch. Cái cống nó không có bị váng mỡ. Nó không bị nghẹt cống. Mình chịu khó đổ nước sôi xuống đó. Cho ba cái con ướt với ba cái con này kia dưới cống nó chết đi. Với lại cái cống là thường thường là mình rửa dầu mỡ nó tích tụ bao ngày á, là mình đổ nước sôi là nó tan ra, là cái cống của mình nó không bị nghẹt đó cả nhà ha. Những cái nước gì mà luộc rồi cả nhà, luộc xong mà cái nước sôi bỏ đi cả nhà, đổ xuống cống, đổ cống là nó sạch nhất. Đây dưới khoai lang mình luộc đây, củ bự quá chẻ ra làm đôi không? Quá ngon không cả nhà không? Khoai lang Nhật quá ngon à. Mình sẽ làm món mới. Đây là hành mỡ mình phi sẵn. Hành mỡ mình phi sẵn rồi cả nhà. Rồi. Đổ cà chua vào. Đó. Món cà chua. Nước củi này ngon. Chỉ có nắng một chút nhưng mà ăn nó ngon lắm cả nhà. Nấu ngoài đường nó thoải mái. Nó không có khói. Nấu ngoài đường này. Chỗ nào trống mình nấu. Đó, sốt cà chua này. Cà chua. Sốt. À, bếp củi đó. Đây là cho miếng nước sôi vào. Giờ đi vào. Cho lên miếng nước.
cà chua nó đã chín rồi. Cà chua nó lên màu. Xào cà chua lên. Có miếng nước không? Buổi trưa nắng nóng lắm. Nắng nóng mà nấu. Nấu buổi trưa luôn. Nấu. Cái dĩa khoai lục ngon không? Vàng ngon. Vàng ươm. Lục bằng bếp củi đó cả nhà. Bếp củi ngon. Vàng ngon. Sôi lên thì bắt đầu mình mới cho sôi lên. Sôi lên thì bắt đầu mới cho thịt xay vào. Thịt xay mình đã ướp sẵn rồi. Thịt xay đã ướp sẵn rồi. Gia vị đầy đủ rồi. Bắt đầu mình quay video thứ hai nha. Video này hơi dài, 12 phút rồi. Giờ tiến hành quay video thứ hai nha cả nhà.